Xin kính chào các cô anh chị các bạn đang xem kênh thì sáng hôm nay sáng hôm nay là thứ ba ngày 10 6 tháng 7 năm 2024 thì mình tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua thành phố Thanh Long vụ đỏ Thanh Long trắng cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây khu vực đồng bằng sông Cửu Long khu vực cơ Bình Thuận cho quý vị, con, anh chị các bạn cùng mà tham khảo thì ngoài cập nhật hình giá thanh long vụt đỏ thanh long vụt trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh quý bà con quý quá anh chị đã xem kênh có quan tâm đến thanh long gục đỏ thanh long gục trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem kính thưa quý bà con quý chị các bạn thì thành giá thanh long gục đỏ thanh long gục trắng hôm nay thì giá đang có chiều hướng đang phục hồi giá đang có chiều hướng đang tăng trở lại ở mặt hàng thanh long gục đỏ hiện nay thì giá đang có phục hồi thì uh, hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ tiếp tục tăng thêm thanh long gục đỏ hiện nay tại khu vực miền tây thì loại một cái động ở mức từ 19 đến 20 loại hai cái động từ 15.000 Loa ba là 10.000. Thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây hiện nay thì hàng giạc dao động mức từ 4 đến 5 000 đầu ký thì theo từng khu vực thì theo từng nơi. So với những ngày trước thì giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây đang có dấu hiệu phục hồi trở lại. Đây là giá cập nhật tại vườn nhé mọi người con. Mình xin nhắc lại đây là giá cập nhật tại vườn, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2 đến 3 000 đầu ký thì theo từng nơi. Tiếp theo là tình giá thanh long ruột trắng, thanh long ruột trắng hiện nay thì hàng đẹp dao động mức từ 15 đến 17.000đ hàng sàn dao động từ 13 đến 15 000 hàng giả của thanh long cục trắng ở khu vực miền tây thì dao động từ 7 đến 8 000 đầu ký tùy theo từng khu vực tiếp theo là thành giá thanh long cục trắng ở khu vực bình thuận thanh long cục trắng khu vực bình thuận hiện nay thì bò đẹp dao động từ 15, 16, 17 bò sàn từ 13, 14 000 15 000 thanh long cục trắng ở khu vực bình thuận hàng giả hiện nay thì dao động mức từ 11 đến 10 đến 11 đây là tình hình giá thanh long cục trắng tại khu vực bình thuận giá này là giá cập nhật tại giữa còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn tiếp theo là tầng giá thanh long ruột đỏ thanh long ruột đỏ khu vực bình thuận hiện nay thì lô một giá động từ 18.000 đến 20.000 đồng ký loại hai giá động từ 14 đến 15 000 còn lộ 3 giá động từ 9 đến 10 000 đây là tầng giá thanh long ruột đỏ tại khu vực bình thuận giá này là giá cập nhật tại dựa còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2 đến 3 000 đồng một ký thì theo từng khu vực thì theo từng nơi đây là giá của thanh long ruột đỏ tại khu vực bình thận giá cập nhật tại dựa